Chủ đề nước cho hòa bình, ngày nước thế giới năm nay tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của các quốc gia. Trên tinh thần đó, công ty AB InBev Việt Nam phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức buổi hội thảo Yêu nước sạch, hành động xanh. Với những chia sẻ đến từ các khách mời về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng nước tiết kiệm đúng cách, từng nhân viên AB InBev hiểu rằng nước là nguồn tài nguyên thiết yếu và mọi người dân đều có quyền tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch, an toàn, không chỉ trong sản xuất mà còn trong sinh hoạt hàng ngày. Thì tôi đánh giá cao cái việc tổ chức những cái hoạt động này. Ban đầu thì chúng ta sẽ là nâng cao nhận thức để từ đó là hình thành thói quen để là bảo vệ hợp lý cũng như là sử dụng tiết kiệm cái nguồn tài nguyên quý giá này. Đây là những cái hoạt động tôi thấy rất là thiết thực mà không phải là công ty nào cũng là quan tâm. AB InBev luôn trân quý, gìn giữ nguồn nước sạch vì nước là thành phần quan trọng nhất. Chúng tôi hy vọng hội thảo ngày hôm nay sẽ lan tỏa tinh thần giữ gìn nguồn nước sạch không chỉ đối với nhân viên AB InBev, những người tham gia trực tiếp trong công tác sản xuất mà còn lan tỏa đến nhiều cá nhân tổ chức. Chúng tôi tin rằng chương trình Yêu nước sạch, hành động xanh của AB InBev sẽ đem đến những trải nghiệm tích cực cho cộng đồng, người tiêu dùng, đối tác tại Việt Nam, một tương lai có nhiều niềm vui hơn. Bên cạnh chương trình hội thảo, công ty AB InBev cũng tổ chức nhiều hoạt động tăng tính tương tác, tạo sự gắn kết các nhân viên trong công ty thông qua cuộc thi nhảy Yêu nước sạch, hành động xanh trên các nền tảng mạng xã hội.